năm vị trưởng lão vất vả chỉ là không biết ba cái xúc sinh chỉ kém một hơi vì sao các ngươi còn muốn tha bọn họ một lần chỉ tù mà không giết ha 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 tiểu bối chớ nên nhiều lời đây là tông môn đại sự giết ba người này thì dễ nhưng lưu lại sẽ có chỗ tốt lớn hơn hết thảy mọi chuyện đều phải chờ đến khi năm người lão phu hồi tông chờ tông chủ quyết định xử trí khẽ vuốt cằm thiệt trưởng lão đạm mạc lên tiếng chắc phàm thầm hiểu trong lòng hơi hơi gật gật đầu xem ra Tà vô nguyệt muốn mượn thế phát huy đi tìm ngự thú tông gây phiền phức đoán chừng về sau có thể tìm đến không ít chỗ tốt đã như vậy lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận đến tục cùng là hắn giúp ta hay là ta giúp hắn đây ánh mắt bất giác sáng lên lưỡi trưởng lão kỳ dị liếc nhìn chắc phàm một chút tiếp lấy cùng tứ lão còn lại nhìn lẫn nhau sau khi khẽ gật đầu mới cười nói tiểu bối thông tuệ hơn người khó trách được tông chủ yêu thích phái năm người chúng ta đến giúp người nhưng ngày sau nếu như nhập tông môn vẫn phải khách khí với tông chủ một chút tuyệt đối không thể ỉ lại sủng mà kiêu ngạo tông chủ không phải người lương thiện chớ đắc tội với hắn đa tạ ngũ lão nhắc nhở vãn bối ghi nhớ tại tâm chắc phàm kho người cúi đầu đạm mạc lên tiếng ngũ lão hài lòng gật đầu tiếp tục nói nếu như tiểu bối không còn việc khác mà nói chúng ta liền như vậy hồi tông ok chuyện còn lại vãn bối sẽ tự xử lý lần này làm phiền năm vị tiền bối xuất thủ tương trợ vãn bối vô cùng cảm kích chắc phàm lần nữa khẽ kho người ngũ lão cười nhạt gật đầu tiếp lấy liền đạp chân xuống phi thân lên trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa chờ đến khi năm người đều biến mất lệ kinh thiên mới nghiêng người nhìn về phương hướng bọn họ ly khai thì thào lên tiếng năm vị tiền bối nhân phẩm không tệ ngược lại không giống người trong ma đạo ma đạo cũng có người vô cùng kỳ quặc cũng không phải là toàn bộ đều là đại gian đại ác rất nhiều tu giả cũng chỉ là đặc lập độc hành đi đường của mình không để ý tới ánh mắt người khác mới bị cho là nhập ma đạo năm vị trưởng lão này cả đời tu chỉ khô vinh công ngoài trừ năm người rất ít khi cùng người khác giao lưu tự nhiên không có nhiều lòng dạ tâm cơ như vậy cũng có thể tính là thánh nhân trong ma đạo chắc phàm hướng mọi người giải thích một phen tiếp lấy nhìn về phía phương hướng phong lâm thành trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang phi thân lên hét lớn hiện tại chỉ cần chờ đến khi đánh thắng trận chiến này, hết thảy đều đại công cáo thành. Trên chiến trường, tinh binh cường tướng còn sót lại của đại quân Độc Cô, cùng Thiên Vũ Tứ Hổ đang bị Ba Lang Vệ Huyền Nhung mang theo trên trăm vạn đại quân bao vây, liều chết chống cự. Huyết Ảnh Lang giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía bốn người Độc Cô Phong, qua to, Thiên Vũ Tứ Hổ, ta kính các ngươi cũng là anh hùng hào kiệt chiến trường, không mong các ngươi trong loạn thế chiến tử xa trường chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng quy thuận huyết ảnh lang ta cam đoan nguyên soái nhà ta nhất định coi các ngươi là khách quý mà đối đãi tuyệt sẽ không bạc đãi mơ à tỉnh ngủ đi ông cháu ơi chúng ta là tứ hổ tướng lĩnh độc cô quân thiên vũ há có thể đầu hàng khuyển nhung man di các người độc cô phong tức giận hừ hừ quát lạnh nói khinh thường bĩu môi phong hống lang lớn tiếng hô quát độc cô phong các ngươi đều đã bị hoàng đế của mình vứt bỏ còn bướng bỉnh như vậy làm gì nguyên soái chúng ta yêu quý nhân tài thiên vũ tứ hổ các ngươi mang theo quân tinh nhuệ độc cô tìm nơi nương tựa chúng ta ngày sau ở trên chiến trường giết địch kiến công lập nghiệp tiền đồ bất khả hạn lượng việc gì phải một mực muốn đi vào con đường chết chứ dạng người lang tâm cầu phế như hoàng đế thiên vũ các ngươi đáng giá vì hắn hộ giá hộ quốc sao người khuyển nhung tuy hợp tác cùng hoàng đế thiên vũ nhưng là đối với loại hành động âm hiểm của hoàng đế cũng là dị thường khinh thường ngược lại vô cùng tán thưởng chiến lược cùng trung trinh của đối độc cô quân cho nên dưới tình huống có thể đào góc tường đại quân khuyển nhung vẫn muốn tận hết sức lực lôi kéo đội quân thiện chiến bị ném bỏ này nhưng đáng tiếc độc cô quân nhiều năm bất bại nhân tố trọng yếu nhất chính là quân hồn cương nghị thề sống chết bất khuất coi như nguyên soái bọn họ bị hoàng đế hãm hại tới chết nhưng muốn bọn họ phải phản quốc vô luận như thế nào đều làm không được phong hống lang huyết ảnh lang các ngươi không cần tốn nước bọt đại quân độc cô chúng ta thủ ra bảo vệ đất đến chết cũng không đổi chúng ta bảo vệ là bách tính thiên vũ không phải là vì vũ văn giang sơn tinh quang trong mắt độc cô phong trong vắt hét lớn lên tiếng độc cô quân tướng sĩ cũng liên tục nộ hống tuy bị vây hãm nhưng không có một tia ủy oải chi khí ngược lại tràn đầy kiên nghị cùng anh dũng ba lang vệ nhìn lấy hết thảy âm thầm gật đầu đây thật là một chi đội ngũ tốt đáng tiếc trong lòng ai thán một tiếng ba lang vệ nâng tay phải lên chuẩn bị hạ lệnh xã thiên lang chiếc biệt đầy tôn sùng mà nhìn đội quân thiện chiến này lớn tiếng hô quát nói thiên vũ tứ hổ hôm nay chúng ta đem các ngươi tiêu diệt nhất định sẽ đem thi thể các vị mai táng cái kia liền đa tạ ha 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 độc cô phong cười lớn một tiếng hào khí vượt mây tam hổ còn lại liếc nhìn nhau lộ ra vẻ mặt vui vẻ tuy lần chiến đấu này bọn họ là mồi câu dụ địch nhưng tùy thời có khả năng mất đi tính mạng cho nên sớm đã làm tốt chuẩn bị chịu chết ba lang vệ nhìn lấy tình cảnh này trong mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ có chút không đành lòng dù sao cũng là lão đối thủ nhiều năm sớm đã tâm tâm nhung nhớ nhưng quân nhân có quân nhân chức trách làm địch nhân trên chiến trường bọn họ tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình động thủ tiêu diệt bọn họ ba lăng vệ cơ hồ là cùng nhau vung tay lên tiếng hét lớn thiên vũ tứ hổ cười lớn một tiếng cũng làm tốt bị tam phương giáp công chuẩn bị thế mà đúng lúc này trong rừng rậm ở nơi xa lại truyền tới tiếng la giết cùng tiếng kêu gào chấn thiên triệt địa chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời thẳng tới chân trời thân thể bất giác run lên một cái ba lăng vệ cùng nhau nhìn về phía sau nhịn không được mà trong mắt bỗng nhiên co rụt lại kêu lên sợ hãi là nguyên soái đại trướng có người tập doanh ha 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 tiểu ngũ hắn rốt cục cũng hành động trong mắt lóe lên tinh quang độc cô phong không khỏi cười to lên mọi người xã thiên lang nhìn thấy không khỏi cùng nhau cả kinh nói các ngươi phái người vòng sau tập kích đại danh nguyên soái chúng ta thế nhưng độc cô quân các ngươi đã bị nhốt ở đây còn có đội ngũ nào có thể đột kích tới đó hắc 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 không nghĩ tới sao chúng ta còn có một đội quân thiện chiến khác là do nghĩa để chúng ta thiên vũ ngũ hổ chỉ huy phi hổ quân chúng ta chỉ là mồi nhử đem các ngươi kiềm chế ở đây thôi nguyên soái nhà ta sớm đã ngờ tới các ngươi hội tốc chiến tốc thắng toàn quân xuất kích cho nên dùng chúng ta làm mồi nhử đại quân đem bọn ngươi hấp dẫn ở đây sau đó lại phái ra tiểu ngũ đi đánh bất ngờ soái trướng các ngươi bắt giặc phải bắt vua trước ha 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 độc cô phong cười to lên nhưng ba lang vệ lại phẫn nộ gào lên liên tục hai mắt đỏ bừng hiện tại bát lang vệ đều đã di chuyển bên trong quân soái trướng trống rỗng địch nhân phái người đánh lén không có ai đi bảo hộ nguyên soái tại một phương diện khác lạc vân hải mang theo một đám chiến khôi kim cương bất hoại tạo thành phi hổ quân một đường giết về phía trước một đường tia lửa mang theo tia chớp không đình trệ một khác bởi vì tổng thể thực lực của tất cả mọi người đều vô cùng biến thái đến mức lạc vân hải không cần chỉ huy bọn họ hình thành chiến trận chỉ cần một mực sông về trước đối phương tựa như cá trên thớt bị giết một mảng lớn đây thật là thần cản giết thần phật cản giết phật là Vân Hải cười khổ, tuy nói tâm lý hắn hiểu rõ, chắc phàm muốn nhờ vào đại chiến để hắn lập công, nhưng cho hắn một chi đội ngũ biến thái như thế, hắn muốn lập công thì không có vấn đề, nhưng lại không có chút cảm giác thành tựu nào, chắc đại ca xếp đặt cho hết mẹ rồi còn đâu. Hắn ở chỗ độc cô quân học sắp xếp chiến trận cùng sách lược ứng đối, hoàn toàn không phát huy được tác dụng chỉ vì chi đội ngũ này thực sự quá mạnh xông lên như cá giết sang sông mặt đất một mảnh hỗn độn không người nào đỡ nổi cước bộ bọn họ căn bản không cần sách lược cùng chiến trận gì cho dù là đối mặt đội quân cận vệ của đại nguyên soái khuyển nhung thác bạt thiết sơn những chiến khôi này cũng dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ nào cần chỉ huy gì căn bản chính là hổ và bầy dê trực tiếp giết là được hiện tại hắn mới hiểu được chắc phàm thường thường treo ở bên miệng dốc hết toàn lực là có ý gì thiếu chủ tất cả vệ binh đóng giữ chúng ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ đang ở doanh chứng nguyên soái chờ đợi thuộc hạ bồi thiếu chủ đi vào chung một vị chiến khôi thần chiếu cảnh tầng 9 đi đến trước người lộc vân hải không người cúi đầu xin chỉ thị bất giác cười khổ một tiếng lạc vân hải lẩm bẩm nói lấy năng lực của các ngươi đi vào đem hắn bắt ra là được còn chờ ta làm gì khởi bẩm thiếu chủ đây là ý tứ của trác quản gia chỉ có ngài tự mình đi đem nguyên soái đối phương bắt lại công đầu trong lần đại chiến này ngài mới cầm an tâm khiến người ta tâm phục khẩu phục không nói ra một câu dị nghị được ai trác đại ca thật sự là bá đạo nhưng công lao này ta thấy ta có phần không xứng đáng bật cười lắc đầu lạc vân hải dậm chân hướng về phía trước đi đến trước đại trướng thác bạt thiết sơn chỗ đó sớm đã có khoảng 10 tên chiến khôi chờ đợi không cho người bên trong thừa cơ chạy ra đẩy ra cửa lều lạc vân hải dương dương tự đắc đi vào liền thấy một vị nam nhân khôi ngô thân mang trường bào nguyên soái đưa lưng về phía hắn ngồi trên vị trí chủ tọa không có một tia sợ hãi uy phong lẫm liệt đưa tay cung kính ôm quyền lạc vân hải một mặt nghiêm túc đạm mặc lên tiếng thường nghe nghĩa phụ lão nhân gia nhắc đến lão nguyên soái là trí địch cả đời hắn hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền gặp không sợ hãi nhưng trung quân đại danh của ngài đã bị ta lấy xuống ngài đã thua xin ngài đi theo ta đi ha 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 mau đầu tiểu tử từ đâu đến dám khẩu xuất của ngôn muốn đánh bại đại quân khuyển nhung chúng ta bắt sống nguyên soái chúng ta mơ đi cưng không khỏi cười lớn một tiếng người kia phách lối lên tiếng những mày là vân hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia thì thao suy đoán ngươi không phải thắc bạt thiết sơn ha 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 đó là đương nhiên bỗng nhiên xoay người lại người kia chỉ là một người trẻ tuổi mặc chiến bào nguyên soái mà thôi hắn liên tục cười to nguyên soái chúng ta biết rõ các ngươi binh yếu cơ hội thắng duy nhất chính là cướp trại cho nên sớm đã rời bước khỏi đây các ngươi trùng kế ha 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 thiếu chủ tứ phương xuất hiện phục binh quân địch chúng ta bị vây lúc này bên ngoài đột nhiên có một người chạy tới kho người bẩm báo nói là vân hải khẽ gật đầu cũng không nóng nảy thở dài nói ai còn thật sự bị chết đại ca nói chúng xác suất thành công của phương án thứ nhất chỉ có không đến một thành đây là kết quả chỉ khi lão gia hỏa kia lòng tự tin bạo dạp mới có thể xuất hiện xem ra cần phải dùng phương án thứ hai xem bốn vị ca ca bên kia làm thế nào ha 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 á đù sao làm sao ngươi cũng không kinh ngạc sao vị giả nguyên soái thấy thế thì không khỏi sững sờ bất giác mỉm cười một tiếng lạc vân hải nói kinh ngạc cái gì từ lúc vừa mới bắt đầu chúng ta đối với thác bạt thiết sơn đã lưu 12 vạn phần tâm suy nghĩ gì đều đã đoán trước qua nhưng bất luận như thế nào chỉ cần trên tay ta có phi hổ quân một khi biết vị trí hắn bắt giữ hắn bất quá chỉ mất vài phút mà thôi ha 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 quỷ dị cười một tiếng lạc vân hải quay người rời đi vị giả nguyên soái kia lẳng lặng đứng ở nơi đó kêu lên sợ hãi ngươi cứ như vậy đi không giết ta sao ta đều làm chuẩn bị tốt khi ngươi thạnh quá hóa giận ta khẳng khái chịu chết một tên tép diêu mà thôi giết làm gì tựa như trác đại ca nói người không cản được đường ta với ta mà nói căn bản không quan trọng lạc vân hải mang người rời khỏi xoáy trướng nhưng tiếng cười khẽ của hắn lại là rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người kia người kia bất giác giật mình một lát sau đó một mặt kính phục gật đầu thì thào lên tiếng phong độ đại tướng ra ngoài trướng lạc vân hải vẫy tay định mang người rời khỏi doanh trại thế nhưng đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên ác lăng vệ cha lạp hãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn phía sau là mấy chục vạn đại quân sắc khí lạnh thấu xương ha 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 xú tiểu tử, cướp chạy liền muốn chạy đi nhanh như vậy à? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Cha lạp hãn đứng trước đại quân, một thân khí thế cường hãn ngăn không được áp đến phía lạc vân hải. Thế nhưng vị chiến khôi thần chiếu bên cạnh lạc vân hải lại thay hắn đỡ được. Lạc vân hải mắt lạnh nhìn hắn, ta cười ra tiếng. Nơi này còn có thể là địa phương nào? Đại danh quân địch, chẳng lẽ là ở Đà Lạt? Ta đến du lịch sao? Hừ hừ hừ, thật sự là tiểu tử không sợ chết, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi chân chu, y trang chắc phàm kia. Cười lạnh, cha lạp hãn chỉ chỉ chúng nhân sau lưng nói nhìn đến mấy chục vạn đại quân sau lưng lão phu sao vài phút diệt ngươi tin hay không khinh thường bĩu môi lạc vân hải đồng dạng chỉ chỉ sau lưng nói nhìn thấy phi hổ quân đằng sau bản tướng quân sao mấy giây diệt ngươi có tin hay là không cha lạp hãn sững sờ bất giác nghi hoặc trong lòng bọn thủ hạ của chắc phàm đứa nào cũng gáy to thế à gáy khét thật sự tiếp lấy hắn lại quét mắt một vòng nhân số đối phương bất giác cười nhạo nói vô tri tiểu nhi ngươi ở nơi đó mới 100.000 người mà thôi lão tử nơi này chính là đại quân trên năm trăm người trên lịch hai quân cao thấp nhìn biết liền ngươi mạnh miệng cái gì lão tử khuyên ngươi vẫn là mau mau đầu hàng đừng để hai quân giao chiến thương tổn tánh mạng tiểu nhi nhà ngươi thôi đi ngươi mới là tên lỗ mãng vô tri có hiểu bên trong chiến trường chiến lược đại quân cùng số lượng người không nhất định là có quan hệ trực tiếp hay không nói nhảm cái này lão tử đương nhiên biết nhưng quân đoàn mạnh nhất thiên vũ các ngươi không ai qua được tinh binh tướng tài của đại quân độc cô cho dù ngươi mang những người này ở phía sau cũng kém hơn 700 trăm tinh binh khuyển nhung của lão tử cha lạp hãn thấy lạc vân hải vẫn bướng bỉnh như vậy thì không khỏi ngạo nghễ gáy to đe dọa hắn nhưng lạc vân hải lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng mỉm cười lấy lắc lắc đầu trong mắt đều là hí ngược chi sắc vậy thì ngươi kiến thức nông cạn kết trận để ác lăng vệ nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực sai biệt tinh quang trong mắt lạc vân hải lóe lên hét lớn lên tiếng những chiến khôi sau lưng liền cùng nhau gật đầu một cái tạo thành chiến trận mới vừa tập luyện hai ba tháng gần đây tuy vô cùng rời rạc nhưng thắng tại bọn họ nội tình tốt mỗi người đều là tinh binh trong tinh binh cao thủ trong cao thủ chỉ một thoáng một cỗ khí thế ngập trời đột nhiên phát ra giống như lưỡi kiếm sắc bén áp về phía cha lạp hãn cùng mấy chục vạn đại quân ép thẳng tới khi khí tức trì trệ bọn họ từng bước lui lại bất giác sợ hãi cả kinh cha lạp hãn bất khả tư nghị nhìn về phía trước trên ót đã là trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh đầm đìa Nani, cái quất đờ heo cuối cùng là đội ngũ nào sao sẽ biến thái như thế Vèn vẹn vẹn một trăm người mà thôi mà đã có khí thế cường đại như thế ép cho bảy trăm ngàn đại quân hắn đều không thở nổi chiến lực như vậy quả thực có thể chịu được trăm vạn hùng binh thế nhưng hắn không nhìn còn đỡ vừa nhìn càng là cả kinh ngăn không được hít vào một ngụ khí lạnh ba hồn bảy vía sợ mất mật xém chút thì ẻ ra quần chỉ thấy người đứng hàng đầu nhánh chiến đội này tất cả đều là thần chiếu cường giả trọn vẹn trên năm tiếp lấy về sau là cường giả thiên huyền cũng có 3, 4 vạn người sau cùng tất cả đều là cao thủ đoán cốt cũng đạt đến 60 mươi 70 mươi chi chúng một đội ngũ như thế quả thực không thể dùng từ biến thái để hình dung căn bản chính là bật hách búp bẩn nạp phíp đồng dạng trong quân đội đoàn cốt cảnh đã coi như là hàng ngũ tinh binh thiên huyền cảnh chính là tướng quân mười phần thưa thớt thần chiếu cảnh đơn giản là một loại tồn tại như chiến thần đại tướng trong quân giống bát lang vệ bọn họ cùng thiên vũ tứ hổ đều là nhân vật như vậy mà tướng sĩ phần lớn cùng lắm là tụ khí cảnh mà thôi cho nên chỗ lợi hại của quân đội không phải là thực lực cá nhân mà chính là tổng thể chiến trận lực lượng tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn thế nhưng giờ khác này đột nhiên chui đâu ra đến một chi đội ngũ cao thủ có một nửa binh lực là thần chiếu cảnh cùng thiên huyền cảnh tầm một trăm người lại khiến ác lăng vệ hắn kinh nghiệm xa trường khát máu thành thói đều hoảng sợ kém chút tẻ ra quần đại ca ngươi không phải đang đùa ta à thiên hạ tại sao có thể có quân đội như vậy người có dạng thực lực này ai còn tham gia quân ngũ đã sớm đi làm cung phụng trưởng lão dạng cao thủ giống bọn họ tiến vào quân ngũ cũng coi là số ít cái kia cũng là bởi vì bọn họ tu luyện được đến tận đây đều là trong quân ngũ được bồi dưỡng ra thế nhưng chi đội ngũ này bây giờ lại quá nghịch thiên nhìn bộ dáng ngây ngốc của cha lập hãn tựa hồ như giật mình nói không ra lời lạc vân hải không khỏi cười lạnh tuyết miệng nói ác lăng vậy mở to cái pha ra mà nhìn đây là phi hổ quân chắc nguyên soái nhà ta thân thủ luyện ra giao cho ta chỉ huy thế nào gáy nữa đi gáy to lên cao chắc phàm luyện binh khóe miệng bất giác trễ xuống da mặt cha lập hãn không khỏi run run sắp khóc tới nơi chắc phàm đáng chết chính mình biến thái cũng thôi đi binh luyện được cũng biến thái như vậy thật không biết hắn là làm thế nào mà làm được cuộc chiến này còn đánh thế nào hít sâu một hơi cha lập hãn trầm ngâm trong lòng tiếp lấy đột nhiên hét lớn rút lui vừa dứt lời liền dẫn đầu trước một bước bay đi những tướng sĩ khuyển nhung kia nghe được tiếng ra lệnh này không khỏi cảm thấy sững sờ đâu còn có chút mơ hồ bọn họ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua bộ dáng sợ hãi như thế của vị tướng quân cha lập hãn hung ác tàn bạo này chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng liên vội vàng quay người muốn chạy trốn xem ra địch nhân xác thực thế lớn nếu không phải vậy tướng quân không có khả năng làm ra loại hành động còn chưa giao thủ đã chạy trốn chết như vậy đại quân khuyển nhung chưa từng gặp phải chuyện này trên chiến trường thực sự quá con mẹ nó mất mặt nhục quá nhục Lạc vân hải cười lạnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khiếp người hét lớn phân ra 100 cao thủ thần chiếu bắt sống ác lang vệ cho ta người còn lại lập tức nghiền ép bọn họ cho ta vâng mọi người liền ôm quyền cùng nhau hành động phân công hợp tác chỉ một thoáng giống như tu la lao ra từ địa ngục lạc vân hải dẫn theo nhân mã liền đuổi kịp chiến đội ác lang vệ khuyển nhung dựa vào thực lực viễn siêu đối thủ mấy chục lần một đường nghiền ép rú thảm liên tục bỗng dưng âm thanh thê lương tiếng la giết vâng lên không dứt bên tai chỉ trong chốc lát đại quân ác lang vệ liền đã tổn thất hơn phân nửa có thể thấy được năng lực truy sát của phi hổ quân mạnh đến mức làm cho người ta kinh hãi nhưng cái này cũng có một phần do cha lập hãn một mình chạy trốn làm cho cả chi đội ngũ không người chỉ huy không hình thành nên chiến lực nhưng dù vậy uy lực của đại quân chiến khôi cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi tại một phương diện khác cha lập hãn cực lực chạy trốn lại nghe ấy đạo tiếng xé gió vang lên hưu 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 gần trăm cao thủ thần chiếu đã là đi vào trước mặt hắn đem hắn bao vây sau lưng mỗi người đều có một đôi cánh trong mắt hơi hơi co rụt lại cha lập hãn khóe miệng bất giác trễ xuống trên mặt càng là hiện ra khổ bức chi sắc mà nó nghĩ không ra những cao thủ thần chiếu này chẳng những nhân số đông đảo mỗi người còn phối một bộ ma bảo phi hành như thế hắn còn chạy cái quần què gì nữa chắc phàm đáng chết gia tư còn phong phú như thế chi đội ngũ nghịch thiên này rõ ràng là dùng tiền đập ra nếu không phải vậy sao có thể trang bị cho mỗi người một kiện phi hành chứ cứ như vậy hắn muốn chạy cũng chạy không thoát ngửa đầu nhìn lên trời cha lạp hãn ai thán liên tục đầy dẫy bi thương đây thật là trời muốn diệt hắn đúng là gáy sớm ăn loàn mà vốn dĩ hắn cho rằng bố trí xuống phục binh chung quanh xoái trướng đến đây bắt con chuột nhỏ cướp trại là một việc cực kỳ đơn giản nhẹ nhõm ai ngờ không đợi được con chuột nhỏ lại chờ đến một cái đại lão hổ hiện tại hắn liền bị ăn đến liền xương cốt cũng không còn sót lại một chút cặn sớm biết như thế hắn đã không nhận nhiệm vụ này hoặc là cùng người khác đổi cái nhiệm vụ a bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có cách nào chỉ có thể liều mạng một lần kết quả một tiếng gầm thét vang lên khi thế toàn thân cha lạp hãn đại phóng hai mắt đỏ bừng quét về phía tất cả mọi người nói ta cha lạp hãn chính là một trong bát lang vệ khuyển nhung trời sinh thần lực xe xác linh thú có danh xưng đệ nhất dũng sĩ khuyển nhung tên nào không sợ chết liền lên a à. nhìn lẫn nhau mọi người bất giác cười khẽ một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía hắn bọn họ đều là chiến khôi do chắc phàm luyện chế trừ nguyên thần bọn họ còn lại trên thân tử trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều là luyện chế mà thành thân thể như kim cương còn sợ người xé kết quả hưu một tiếng một cái chiến khôi dẫn đầu xông lên trong mắt cha lạp hãn chừng một cái quyết định thật nhanh đưa tay liền đem người kia bắt lại sau đó đem hắn dơ cao đỉnh đầu hai tay hung hăng dùng lực răng rắc tiếng xương vỡ vụn có thể nghe rõ ràng cha lạp hãn nhếch miệng cười một tiếng tựa hồ đạt được âm mưu cái gọi là giết gà dọa khỉ người bình thường thấy có người bị nhẹ nhõm xử lý như thế cho dù phe mình nhân số đông đảo cũng sẽ có tâm mang sợ hãi ai biết được cái kế tiếp sẽ không phải là mình kết quả là cho dù nhiều người cũng sẽ có sơ hở hắn liền có thể thừa cơ phá vây thế nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt mộng huyễn trong lòng cũng trong nháy mắt phao diệt lạch cạch một tiếng hai cánh tay hắn chậm rãi rủ xuống đã hoàn toàn không làm gì được đau nhập nội tâm nguyên lai tiếng xương vỡ vụn vừa mới nãy không phải là do hắn xé rách đối thủ gây nên mà là chính hắn đem xương cốt hai tay của chính mình kéo nứt vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy bóng người đang chậm rãi rơi xuống kia cha lạp hãn nhịn không được hỏi đại ca ngươi cũng là cao thủ luyện thể ta chưa bao giờ luyện thể qua bộ thân thể kim cương này cũng là chắc quản gia cho ta mà tất cả chúng ta mỗi người một bộ ngươi cậy mạnh cũng không thể xé nát bất cứ người nào trong chúng ta người kia cười nhạt một tiếng lộ ra nụ cười khinh miệt nhưng cha lạp hãn dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc ngơ ngác nhìn vào gần 100 người ở đây một chút sắc mặt như cho tàn hoàn toàn không thể tin được đây là thật hắn đường đường là đệ nhất lực sĩ khuyển nhung tại thiên vũ vậy mà xếp dưới 100. trăm ách không 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 nói không chừng còn không chỉ chừng này Nghĩ tới đây, cha lạp hãn sắp khóc tới nơi, một mặt ủy khuất nhìn về phía mọi người, thì thào lên tiếng, lạc ra các người. Là khu vực quái vật sao, làm sao cả đám đều không bình thường như vậy. Mọi người nghe xong, bất giác cùng nhau cười to lên, trong lòng tự đắc. Cuối cùng cũng được nếm tư vị khi dễ người, cái này chính là cảm giác của cường giả A. Đón lấy, mọi người phong bế tu vi cha lạp hãn đang tuyệt vọng, chính thức thu làm tù binh.